Cái người mà họ có tí tiền, họ ngạo mạn thì họ có đáng ghét không? Thì câu trả lời cũng không đáng ghét. Là bởi vì là cũng giống như mình thôi. Ngày xưa nghèo thì tích lũy tiền, xong đến khi có tí tiền rồi thì tinh tướng. Thì cái chuyện đấy cũng là chuyện bình thường và quy luật ai cũng phải bước qua. Nó giống như kiểu là chúng ta đi một đoạn đường mà đi bộ thì đằng nào kiểu gì chúng ta cũng phải đi qua cái khúc đấy. Chỉ có điều người trí tuệ thì người ta vượt qua cái khúc đấy nó nhanh. Còn cái người mà không có một cái bản đồ vẽ đường và trí tuệ lớn thì người ta vượt qua con đường ấy nó rất là chậm. Trọng Phương Khải có đặt câu hỏi: em rất ghét những người làm việc kém, lười nhác. Tại sao vậy thầy? Ngoài công việc ra thì em lại rất hòa đồng với người khác. Cảm ơn thầy và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Thế thì thưa em rằng là không phải ngẫu nhiên mà chúng ta mới thấy con người được chia thành 6 cái tầng. Cái tầng đầu tiên là cái tầng vật chất. Cái tầng đầu tiên là tầng vật chất, tức là người ta sinh ra thì người ta chỉ làm mọi thứ chỉ để huân tập mà cái vật chất về cho bản thân họ. Còn cái việc mà cảm xúc hay là hơn thiệt của người khác người ta không quan tâm. Mà điều quan trọng nhất là mỗi một lần mà họ mưu mô, họ kiếm được tiền từ thằng túi thằng khác về túi mình thì họ cảm thấy rất là vui. Đó là một thành quả và họ tự hào rằng là mình rất là thông minh. Thế thì cũng có cái nhóm là vòng cảm xúc. Họ lại không cần tiền nhiều lắm, họ chỉ cần đủ sống thôi. Nhưng họ rất thích là đi đến đâu mà được mọi người tôn vinh, đến đâu mà được mọi người coi trọng. Cho nên họ bắt bẻ từng câu từng chữ, họ rất là khó tính trong ăn uống sinh hoạt, ngồi ngậm, ngồi ở đâu, nói chuyện với ai, họ kỹ tính lắm. Cái vòng đấy là vòng cảm xúc, và không ý vừa ý họ là họ cáu. Tương tự như vậy, có người thì ở vòng sinh mạng, tức là đối với họ cả cuộc đời này thì giàu nghèo thì vừa vừa là được rồi, nhưng điều quan trọng nhất là họ được sống an yên. Đủ ăn cũng được, nhưng mà điều quan trọng nhất là an yên, an toàn. Đấy, thì đối với họ cái đấy là cái thứ quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Và cũng có những nhóm người tùy thuộc vòng trí tuệ, tức là cái gì mà họ không biết thì họ sẽ cố gắng tìm hiểu cho bằng được, dù có phải là tốn kém để họ lội vào để họ tìm hiểu nó, họ cũng chấp nhận. Thì cũng có những người ở cái vòng trí tuệ như vậy. Nhưng cũng có những người ở vòng nghiệp lực, thì đối với họ là việc mà giúp đỡ người khác nó giống như là một cái sứ mệnh của cuộc đời họ. Cho nên ai gặp khó khăn, ai buồn, ai đang gặp những cái vấn đề trong cuộc sống thì họ sẵn sàng, họ nhảy vào, họ giúp đỡ mà không màng đến cái việc vui buồn của mình, không màng đến những cái mục tiêu cá nhân của mình, mà điều quan trọng nhất là giúp được ai đó thì đối với họ là hạnh phúc. Thì cũng có những nhóm người như vậy. Vậy thì ở đây là cái câu chuyện là bạn em là nhóm người lười nhác, thì thực tế là không phải là lười nhác, mà đối với họ ở cái vòng của họ nó đủ đầy rồi và họ không thoát ra được cái vòng tiếp theo, cho nên họ bắt đầu họ cảm thấy là không biết mình phải làm gì nữa và họ muốn dừng lại. Cho lấy ví dụ như là có những cái bác mà ở vòng vật chất, thế thì có những bác là bác ấy chỉ mong muốn là vật chất của bác ấy được 1.000 tỷ chẳng hạn, hay là thậm chí là 50 tỷ. Thì bây giờ có những bác là bác ấy mua một cái nhà bác ấy ở, xong mua một cái vài cái nhà cho thuê, thì bây giờ một tháng là bác ấy cũng thu nhập được độ khoảng vài trăm triệu rồi. Và nhưng mà bác ấy không biết rằng cuộc đời này còn rất nhiều cái vòng mà mình cần phải trải qua. Thì đôi khi bác ấy cho rằng như vậy là đi hết tận cùng của game rồi và bác không làm gì nữa, và bác ấy chỉ có chơi chờ chết thôi, họ không muốn làm nữa. Và cái gì họ cũng không muốn động chân động tay, họ không muốn nghĩ nữa. Và chính thức từ lúc ấy giờ là họ bị sống một cuộc đời là chết lâm sàng. Tức là sống về tuổi nhưng mà chết về trí tuệ, nó dừng lại ở đó. Thì họ sinh ra lười nhác. Vậy thì bản chất thế này, không có ai lười nhác cả, mà chẳng qua cái động cơ tiếp theo trong cuộc đời họ nó không có. Cho nên thứ mà rất là quan trọng trong giáo dục đó chính là khai mở cho người ta một cái thứ khát vọng, để người ta biết rằng người ta phải tiếp tục, người ta bước trên con đường đời này. Và chính vì vậy mà cái khóa chuyển hóa tâm thức mà Tuấn đưa ra ấy, để giúp cho mọi người nhìn thấy tận cùng ý nghĩa một đời người là gì. Và khi họ nhìn đến tận đích, nó ở tận cuối cùng trước khi chết, mà chúng ta phải làm rất nhiều việc, thì dẫn tới là trong suốt 6-70 năm mình sống là mình thấy là quý thời gian lắm. Nhưng mà nếu mà một người mà cái mục tiêu cuối cùng của cuộc đời họ không có, hoặc có nhưng mà nó rất nhỏ bé, thì họ gần như họ cảm giác là
là thời gian đối với họ là tỷ phú. Cho nên là người ta mới bảo là nhà giàu thì tham việc mà thất nghiệp thì tham ăn. Bởi vì là đôi khi cái người 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 tham ăn thì người ta cũng 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 chỉ cần một cái lượng bao nhiêu đấy đối với người ta là đủ rồi, chứ người ta không làm nữa. Cho nên trong cuộc đời này, Tuấn với hôm dạy chuyển hóa tâm thức, Tuấn với bảo là có hai cái nhóm người mà rất là rõ. Một cái nhóm người là đặt mục tiêu nhỏ quá, xong đến lúc mà nó đạt được rồi thì nó cho rằng là nó đang an yên trong cái chỗ đó, và nó tưởng là nó đã thành chính quả, nhưng mà thực ra nó đang nằm trong chiếu ngủ. Tức là giống như kiểu mình đi lên cầu thang ấy, thì ở giữa cái cầu thang nó có cái chiếu nghỉ. Thế thì thực ra cái cầu thang nó còn rất nhiều bậc mình phải lên, mà lên tới trời cơ mà. Thế nhưng mà nhiều khi là anh lên đứng lưng chừng và đến một cái chiếu nghỉ, anh ngồi đấy, anh quấn chăn, anh ngủ ở đấy. Xong anh bảo là bây giờ tôi rất là bình yên, tôi không mệt mỏi giống như bạn đang phải leo. Nhưng mà thực ra có những người họ đang vất vả nhưng họ đang leo lên tầng trên nữa. Vậy thì có hai cái nhóm trong cuộc đời này, một cái nhóm gọi là chiếu ngủ, và một cái nhóm là nó mệt quá, nó nghỉ tạm. Nó bình yên tạm, xong nó lại bước đi. Nó giống như kiểu là con người mình bước đi vậy. Khi mà chúng ta mệt mỏi chân quá thì chúng ta đứng lại một chỗ để cho hai chân nó trụ cân bằng, cho nó đỡ mỏi chân. Nhưng khi hết mỏi chân chúng ta lại bước đi đến cuối con đường. Vậy thì ở đây là có những người họ như vậy. Nhưng mà thực ra mà nói thì họ đáng trách hay đáng thương? Thì thầy chia sẻ là họ đáng thương nhiều hơn. Bởi vì họ không còn động lực phía đằng trước để họ đi. Và như vậy là đáng lẽ họ được sống 60 năm thì họ tận dụng tối đa được thời gian 60 năm để làm những cái việc ý nghĩa, để chuyển hóa tâm thức và nâng cao trí tuệ cho bản thân. Thì họ đã tưởng là đủ đầy rồi và họ dừng lại. Thì họ lãng phí cái thời gian sống. Vì vậy họ đáng thương hơn đáng ghét. Chỉ có điều là nếu họ làm thuê cho mình và họ không kiếm được tiền cho mình thì thành ra chính mình ích kỷ, cho nên mình ghét họ. Cho nên cái câu mà khi mà thầy dạy chuyển hóa tâm thức, thầy vẫn nói là nó dậy nên nó phải dậy. Tức là nó ở vòng tâm thức nó dậy. Cho nên là ví dụ vòng tâm thức ở vòng vật chất nên nó phải tham vật chất thì nó dậy nên nó dậy. Chứ như mình không có ghét bỏ họ. Vậy thì một cái người mà tham vật chất thì có đáng ghét không? Thì cũng không đáng ghét. Bởi vì cũng giống như mình lúc nghèo thì mình cũng phải cố gắng là làm để tích lũy mấy đồng bạc chứ. Nó là đương nhiên rồi. Nó là quy luật cuộc đời, ai cũng phải trải qua cái vòng đó. Xong rồi là cái người mà họ có tí tiền, họ ngạo mạn thì họ có đáng ghét không? Thì câu trả lời cũng không đáng ghét. Là bởi vì là cũng giống như mình thôi. Ngày xưa nghèo thì tích lũy tiền, xong đến khi có tí tiền rồi thì tinh tướng. Thì cái chuyện đấy cũng là chuyện bình thường và quy luật ai cũng phải bước qua. Nó giống như kiểu là chúng ta đi một đoạn đường mà đi bộ thì đằng nào kiểu gì chúng ta cũng phải đi qua cái khúc đấy. Chỉ có điều người trí tuệ thì người ta vượt qua cái khúc đấy nó nhanh. Còn cái người mà không có một cái bản đồ vẽ đường và trí tuệ lớn thì người ta vượt qua con đường ấy nó rất là chậm. Vậy thì cái câu chuyện đặt ra là khi mà bạn ghét họ thì bản chất là trí tuệ của mình nó chưa hoàn toàn khai phóng để nhìn cả một con đường. Ví dụ như là mình tích cực hơn họ thì mình tiến hóa hơn họ, thì hỏi là mình nhìn họ mình thương hay mình ghét. Bởi vì là nếu mà nhìn như vậy, mình có đủ trí tuệ thì mình thấy họ đáng thương hơn đáng ghét. Vì vậy đừng ghét ai cả, mà nếu một người họ chưa được tiến hóa như mình thì thương họ. Và nếu họ muốn bước tiếp trên con đường để đi xa hơn thì nếu mình có điều kiện hãy giơ tay ra và gì ạ, đón nhận họ để họ bước đi trên con đường trí tuệ. Còn nếu mà họ vẫn muốn ở cái vòng đấy và họ đang vui và họ không muốn chuyển vòng thì cũng kệ họ, họ không có gì đáng ghét. Chính vì vậy nó mới tạo ra một xã hội. Trong xã hội của loài người thì người trí có, người phàm có. Trong xã hội, trong một cái chúng sinh thì súc sinh cũng có, con người cũng có. Vậy thì bản chất là nó là một hệ sinh thái. Và những người tiến hóa chậm là những người đáng thương chứ không phải là đáng ghét. Vì vậy nếu mình thương họ, mình chuyển hóa được cho họ, nếu có cơ hội thì mình chuyển hóa cho họ, thay vì chúng ta ngồi oán trách họ. Hãy thương yêu tất cả những người xung quanh mình, bởi họ chưa có trí tuệ bằng mình, có nghĩa là họ đáng thương chứ không phải đáng ghét. Rồi, cảm ơn Trọng Phương Khải. Để bắt đầu em có góc nhìn yêu thương họ hơn nếu như mình hơn họ. Rồi, xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.